chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cả series Naruto của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại quay trở lại để đánh một trận đấu nhá. Cái gì đây? Tùy tạo là sao? Mọi ơi, bình tĩnh. Mình đang muốn chấp như này cơ mà. Ok à. Ôi nào. Ok. Sao lại? Đây cơ mà. Thiết lập này cơ mà. Ok. Siêu khó nhá. Mình sẽ chấp máy khoảng một thanh máu. Xem một chút máu để như nào. Xem nào, mình sẽ chọn có bạn comment là Sasuke với cả Sakura đi anh. Ok, thì chúng ta sẽ đánh thử Sasuke này trước nhá. Phải đánh thử Sasuke trưởng thành trước. Đây, Sasuke này đi. Sasuke nào có nhiều trang phục thế. Ok. Rồi sang Sakura. Sakura thì mình để bộ nào đẹp đẹp tí. Đây. Ok chưa? Vợ chồng đánh với nhau nhá. Đây. Trong cuộc thi Chunin. Ok. Ui, nhà phải có máy. Nhà phải có nóc. Đấm rồi. Ây da, đau nha. Úi dồi ôi, anh kinh nghiệm bắt đầu sướng cho con. Ba ca. Ôi trời ơi. Tuổi đó bạn ơi. Đi đâu, làm sao? Bắn nó vội. Né được kìa. Xấu nhờ. Ảo thật đấy. Kìa. Ảo thật đấy. Trời ơi. Đi động. Hết. Kinh vậy. Dạ. Vậy sao con nó khỏe vậy? Để mất mặt đàn ông thế chứ Sasuke. Em đi. Đúng rồi. Chết. Chết đi. Điều độ Susanoo hòa vũ. Đi cháy. Úi rồi. Nhìn thấy chưa? Sakura. Tướng này Sakura với tôi này. Sao biến nhiều thế? Chưa. Ôi trời ơi.
À nó hết lực chưa dự thế thôi. Đúng rồi. Kìa. Thôi xong nhá. Sano. Sao? Làm sao à? Sakura. Ôi, Sakura đập xuống Sano luôn. Đấy rồi. Kìa. Kìa. Mày yếu thế. Yếu quá. Ok, mình sang Papasuke nhá. Yếu. Rồi, chuyển sang mẹ đào trưởng thành đi. Có mẹ đào trưởng thành không nhở? Đang có rồi. Đang có mẹ đào trưởng thành rồi anh em ạ. Thôi đây, anh này vậy. Đây. Được chưa? Mẹ đào trưởng thành. Với cả bố. Bố Sasuke. Papasuke, bố Sasuke. Sarada chứ. Ôi, chỉ có một tên xe. Uầy, bắn được quả địa bóng tiên tinh luôn này. Trời. Đủ chưa? Trời ơi, địa bóng thiên tinh đấy. Vui chưa? Đây cơ mà, đây cơ mà. Trời ơi, sức mạnh của Babasuke nó khác này. Ôi, nó còn, ấy. Nó còn Rinnegan đấy. Ôi, nó còn Rinnegan đấy. Cháu nhờn luôn. Cụ đi đúng giờ rồi. Ôi xong. Cháu bé nào khỏe thế nhỏ. Hợp quá. Đây cơ mà. Má là đúng. Đấy nổi. Cây kiếm thịt của anh. Sao ơi. Tuổi nhanh còn nhẹ luôn. Sức mạnh quá áp đảo. Hay là thằng Sasuke kia kiểu nó nhìn thấy quả Sakura mà ảo thắm sợ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời luôn. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên để like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt. Kakugo mo ishi mo tarite inai. Sono teido ka. Omae wa